494 Tỷ Lợt Sát Tra Du Lam. Dịch: Quỷ đau dưới lưng. Kệ: Bối thống yêu toan khổ vô lượng, súc sinh si ái khiến mạng cường, nhiễm ô nhật thâm lưu dục hải, bát nhã chiếu phá lễ pháp dương. Nghĩa là: Dai đau lưng ê khổ vô cùng, súc sinh si ái thấy ngã mạng, nhiễm ô càng sâu chảy biển ái, bát nhã chiếu phá lễ pháp dương. Giảng giải: Không thấy lời giảng giải. Dai đau lưng ê khổ vô cùng, súc sinh si ái thấy ngã mạng, nhiễm ô càng sâu chảy biển ái, bát nhã chiếu phá lễ pháp dương. 495 Ô Đà Ra Du Lam. Dịch: Quỷ đau bụng. Kệ: Nhân nhân quả quả báo tuần hoàn, phục thống quỷ mị khổ tương truyền, mong thử ta muội gia trì lực, tai tiêu nạn trừ giải nghiệt oan. Nghĩa là: Nhân quả quả nhân lại tuần hoàn, quỷ mị đau bụng khổ triền miên, nhờ sức tam muội này gia trì, tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt. Giảng giải: Nhân quả quả nhân lại tuần hoàn, quỷ mị đau bụng khổ triền miên. Người trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả ác. Trồng nhân đau bụng thì kết quả đau bụng, trồng nhân đau đầu thì kết quả đau đầu, trồng nhân đau chân thì kết quả đau chân. Người nữ mang thai thỉnh thoảng có đau bụng, nôn mửa, ói ra nước chua, đây đều có quỷ của nó. Đây là thế giới của quỷ. Người có thế giới của người, thần có thế giới của thần, Phật có pháp giới của Phật, Bồ Tát có pháp giới của Bồ Tát, thanh văn duyên giác cũng đều có pháp giới của các ngài. Bất quá, quỷ là một kẻ xâm lược. Một khi chúng có bản lãnh thì nghĩ lộ một bàn tay. Chúng không muốn ngồi yên, cho nên muốn cho bạn thấy. Quỷ mị khiến cho bụng của bạn đau thì nghĩ muốn làm bạn với bạn. Tại sao vậy? Vì trước kia chúng đau bụng mà chết, cho nên muốn tìm một người bạn để trút ra oán khí của chúng. Đi tìm người cũng làm cho người đau. Bạn đừng nói: Tôi không tin có quỷ, cũng không tin quá Phật, cũng không tin quá thần. Bạn sai rồi. Nếu có người thì gì cũng đều có, nếu không có người thì gì cũng đều không có. Ở tại Mã Lai Á, có người hỏi: Là người sợ quỷ hay là quỷ sợ người? Tôi đáp: Nếu trong tâm bạn có quỷ thì người sợ quỷ, nếu tâm bạn không có quỷ thì quỷ sợ người. Vì bạn và quỷ đau bụng có sự quan hệ đau khổ này với nhau, cho nên chúng muốn tìm đến bạn để thanh toán cho rõ ràng. Nhờ sức tam muội này gia trì, tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt. Tam muội tức là định của chú Lăng Nghiêm, gia trì cho bạn, khiến cho bạn hòa giải oán thù. Cho nên nói: Tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt, oan nghiệt chẳng còn nữa. 496 Yết Tri Du Lam. Dịch: Quỷ đau lưng. Kệ: Âm dương điên đảo di thiên địa, khởi thi yêu thống quái liên miên, giảng tích chủng nhân kim kết quả, nghiệp phong suy động biến tam thiên. Nghĩa là: Âm dương đảo lộn trái trời đất, thầy chết đứng dậy quỷ đau lưng. Thuở xưa trồng nhân nay kết quả, gió nghiệp thổi động khắp tam thiên. Giảng giải: Âm dương đảo lộn trái trời đất, chúng làm trái ngược sinh lý trời đất. Loài quỷ đau lưng này tạo thành thầy chết đứng dậy như thế nào? Là từ đồng tính luyến ái mà ra. Tương lai sẽ thành quỷ thầy chết đứng dậy. Chúng cổ cổ quái quái. Thầy chết đứng dậy quỷ đau lưng, chúng ở trong sự kỳ quái,
hiện ra hình dạng rất là kỳ quái, vì chúng đau thận, đau lưng, vì đồng tính kỵ nhau. Hai thứ độc này mới chân chánh gọi lấy độc trị độc. Tạo thành đạn nguyên tử, sinh ra ái tử bệnh. Thầy chết đứng dậy rất là kỳ quái. Chúng niệm chú có thể khiến cho người chết đứng dậy. Thứ tà pháp này làm cho đầu thầy chết đứng dậy, còn có thể đi được. Nhưng đây là tà pháp tà thuật, cho nên bị đau lưng. Vì kỳ quái rất nhiều, có nói cũng nói không hết. Thuở xưa trồng nhân nay kết quả, trước kia họ đồng tính luyến ái, cho nên hiện tại kết thứ quả này. Gió nghiệp thổi động khắp tam thiên, hiện tại đồng tính luyến ái khắp nơi đều có, chẳng những công khai mà còn muốn hợp pháp hóa. Đây là hành vi vong quốc diệt chủng. Chỉ sửa hành vi thì vô ích, quan trọng là sửa đổi tư tưởng. Tất cả do tâm tạo, phải sửa đổi tâm. Đây là một sự bắt đầu vong quốc diệt chủng. Nếu mọi người đều đồng tính luyến ái thì chẳng có con cái, con người sẽ tuyệt chủng. Đây là trái ngược với sinh lý trời đất. Đây đều có quan hệ với đồng tính luyến ái. Họ không biết nên hồ đồ trong sự hồ đồ mà tùy tiện loạn lên. 497. Bạc tất đế du lam, dịch quỷ đao gót chân. Kệ: túc khỏa chi trì toàn thể cư, thống khổ nan hành động chuyển di. Câu hồn vô thường đồng cư chí, liên văn cải biến hung quá cát. Nghĩa là: gót chân chi trì toàn thân thể, đào đựng khó hành động di chuyển. Câu hồn vô thường chờ cơ hội, liên văn thay đổi hung quá cát. Giảng giải: gót chân chi trì toàn thân thể. Gót chân là cơ sở chi trì toàn thân thể. Nếu bạn bị thứ bệnh này thì sơ sở sẽ hoại đi. Đau đớn khó hành động di chuyển. Đi bộ cũng khó khăn, làm gì cũng không được, di chuyển cũng không dễ dàng. Câu hồn vô thường chờ cơ hội. Quỷ hắc vô thường là quỷ nam, quỷ bạch vô thường là quỷ nữ. Quỷ nữ làm quỷ cũng muốn đẹp, cho nên chúng muốn làm bạch vô thường. Quỷ hắc vô thường rất khó nhìn, mọi người thích trắng hơn đen. Người nam chẳng còn cách nào khác, nên làm quỷ hắc vô thường. Chúng ở đó đợi cơ hội lôi kéo bạn. Linh văn thay đổi hung quá cát. Bạn hay tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ có cơ hội thay đổi, chứ chẳng phải hoàn toàn có cơ hội thay đổi. Như có bệnh mời bác sĩ đến chữa trị, nếu bạn phải chết thì bác sĩ cũng chữa không khỏi. Nhưng bác sĩ đối với những thứ bệnh như phong hàn, nóng lạnh, ẩm khô, nhân bên trong, nhân bên ngoài, nhân chẳng trong ngoài, vân vân, dẫn đến thứ bệnh ngoài da thì sẽ chữa khỏi. Nếu số mạng chưa đến, bệnh sắp muốn chết thì cũng sẽ thay đổi, khiến hung quá cát. Tất cả sự việc đều linh hoạt, chẳng phải nhất định sẽ chết. Các vị học Phật Pháp chẳng phải dạy bạn học sự cứng nhắc, mà là phải nhìn sự việc linh hoạt một chút. 498. Ô lô du lam, dịch quỷ đau đùi. Kệ: thối thống hành động tấn thối trì, đồi mỹ bất chấn độ nhật thời. Tạc khấu ác quỷ bạch vô thường, chỉ đạo phòng tật chú lực thí. Nghĩa là: đùi đau đi đứng tiếng lùi chậm, suy nhược không vui sống qua ngày. Kẻ trộm ác quỷ bạch vô thường, dừng trộm phòng bệnh nhờ chú lực. Giảng giải: đùi đau đi đứng tiếng lùi chậm. Khi đùi đau thì đi tới đi lui đều rất chậm chạp, suy nhược không vui sống qua ngày. Một chút tinh thần đều không có, vì cơ sở đã bị hư hoại. Đùi cũng là cơ sở, giống như phòng ốc đã hư hoại,
cơ sở không còn nữa. Kẻ trộm ác quỷ Bạch Vô Thường. Nữ Bạch Vô Thường càng hoại, chúng chuyên môn trộm vật của người, trộm bảo bối của người, phải kiểm tra bạn có bảo bối gì. Tinh, khí, thần của bạn, tức là bảo bối. Chúng muốn cướp đi, chúng biết bạn sắp chết, bạn muốn những thứ này cũng không dùng gì được, cho nên chúng đến trộm cướp đi, trộm bảo bối của con người. Người có bệnh, lúc bệnh trầm trọng thì đều nằm mộng chẳng tốt lành. Đây đều là quỷ Bạch Vô Thường đang tác quái. Dừng trộm phòng bệnh nhờ chú lực. Bạn tụng niệm chú này, dùng pháp này thì quỷ Bạch Vô Thường sẽ bỏ chạy, bệnh của bạn cũng sẽ khỏi. Sẽ gặp hung quá cát, gặp nạn quá cát tường. 499. Thường và Du Lam. Dịch: quỷ đau cổ tay. Kệ: oản thống quỷ ma nan nhẫn thọ, thiết luyện và tỏa tịnh can câu, xuyên tâm thứ phục quy đao kiếm, thần chú gia trì đắc tự tại. Nghĩa là: đau cổ tay nạn quỷ khóa nhẫn thọ, luyện sắt gông cùm và móc sắt, xuyên tim thủng bụng khua đao kiếm, thần chú gia trì được tự tại. Giảng giải: không thấy lời giảng giải. Đau cổ tay nạn quỷ khó nhẫn thọ, luyện sắt gông cùm và móc sắt, xuyên tim thủng bụng khua đao kiếm, thần chú gia trì được tự tại. 500. Hát tất đa Du Lam. Dịch: quỷ đau hai tay. Kệ: lưỡng thủ thống sở nan khuất thân, ngưu đầu mã diện sư tử tầm, giả cán quỷ tật bất khả trị, lăng nghiêm chú lực diệu thông thần. Nghĩa là: hai tay đau đớn khó co duỗi, đầu trâu mặt ngựa sư tử tìm, quỷ bệnh giả tâm không thể trị, lăng nghiêm chú lực diệu vô cùng. Giảng giải: không thấy lời giảng giải. Hai tay đau đớn khó co duỗi, đầu trâu mặt ngựa sư tử tìm, quỷ bệnh giả tâm không thể trị, lăng nghiêm chú lực diệu vô cùng. 501. Bạc đà Du Lam. Dịch: quỷ đau tứ chi đốt xương. Kệ: tứ chi cốt tiết thống sở triền, liên niên lũy nguyệt bệnh vô gián, thủ thiện phạt ác oai mảnh tướng, nhất văn thần chú trừ ngao tiên. Nghĩa là: tứ chi đốt xương đau triền miên, nhiều năm nhiều tháng bệnh không ngừng, thưởng thiện phạt ác oai mảnh tướng, nghe được thần chú tiêu tội khiên. Giảng giải: trên toàn thế giới chẳng có chỗ nào giảng chú lăng nghiêm này, bất cứ hiển tông mật tông cũng đều không có. Pháp hội này tuy người không nhiều, nhưng Thiên Long Bát Bộ đều chú ý mà hộ trì. Mười phương chư Phật cũng phóng quang chiếu đến pháp hội này. Hơn 30 năm trước, ở tại Hương Cảng, có người yêu cầu tôi giảng giải chú Lăng Nghiêm, nhưng vì cơ duyên chưa thành thục, cho nên cũng không giảng. Đến nước Mỹ rồi, pháp môn Thù Thắng phát sinh ra, người tu học đừng xem việc này quá đơn giản và dễ dàng. Là diệu pháp trong trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Người có bệnh tật đa số là có ma quỷ đến gây cho bạn tai nạn, không phải ngẫu nhiên như vậy. Có những bệnh tật ban ngày thì vô sự, nhưng ban đêm thì chúng đến. Loài quỷ này thuộc âm, có khi chúng đến cả ban ngày và ban đêm. Đây là quỷ thuộc âm dương đều hỗn hợp. Chúng chẳng sợ mặt trời, thọ được dương, cho nên ban ngày cũng có bệnh tật. Các vị cũng có một số người có kinh nghiệm này. Có những người ban đêm ở trên giường rên rỉ không ngừng. Quỷ thần cũng có đủ thứ khác nhau. Sự việc trên thế giới nói thô thì cũng rất là thô, nói tế thì
cũng rất là tệ. Chú Lăng Nghiêm sắp giảng xong, tôi đã tận hết khả năng. Lúc ban đầu cũng chẳng có ai dạy tôi, nhưng tôi có một thứ tinh thần cầu pháp tôi từ trong khốn khổ hoạn nạn mà đắc được. Hiện tại tôi rất dễ dàng giảng cho các vị nghe. Các vị có cơ hội nghe, đừng để cơ hội trôi qua. Tôi hy vọng các vị hiểu nhiều về vấn đề này. Đây cần phải có công phu mới có thể minh bạch tình hình thực tế, chẳng phải học văn tự bát nhã ở ngoài miệng thì hiểu được. Đây nhất định cần phải kết hợp với trời đất âm dương tạo hóa hợp mà làm một thì mới xuyên qua lý luận này. Bốn câu kệ dưới đây không thấy lời giảng giải. Tứ chi đốt xương đau triền miên, nhiều năm nhiều tháng bệnh không ngừng. Thưởng thiện phạt ác oai mãnh tướng, nghe được thần chú tiêu tội khiên. 502. Ta phòng án già. Dịch: quỷ đau hai bắp tay. Kệ: lượng bát ngũ thể thống quỷ lâm, đao binh chỉ mang du chúc xâm. Quả thiêu địa ngục tai khổ liệt, chân ngôn mật ngữ bảo an ninh. Nghĩa là: hai bắp tay năm thể đao do quỷ, đao binh chỉ mang du chúc xâm. Lửa thiêu địa ngục tai nạn khổ, chân ngôn mật ngữ giữ an ninh. Giảng giải: không thấy lời giảng giải. Hai bắp tay năm thể đao do quỷ, đao binh chỉ mang du chúc xâm. Lửa thiêu địa ngục tai nạn khổ, chân ngôn mật ngữ giữ an ninh. 503. Bát ra trượng già du lâm. Kệ: thiện ác tri thức quá ngu hiền, thuận nghệ tinh tấn độ đảo quyền. Tỏa linh trùy thử hàng ma quỷ, giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. Nghĩa là: thiện ác tri thức quá ngu hiền, thuận nghệ tinh tấn độ treo ngược. Dòng chuông chày sắt hàng ma quỷ, giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. Giảng giải: học Phật pháp phải nắm lấy chỗ quan trọng, phải chân chánh hiểu mới được. Như vậy thì bạn mới nhận thức được Phật pháp. Nếu bạn chân đi không vững, ý chí không kiên định, theo hướng gió thổi, thì dù có thế nào cũng không thể nhận thức được Phật pháp. Đều là dụng công phu ngoài da. Chú Lăng Nghiêm xưa nay cũng có chú giải, nhưng họ đều dụng công phu trên văn tự, trích đông một đoạn, trích tây một đoạn. Pháp chân chánh thì chẳng có sự phức tạp như vậy. Nó là giữ trọn tinh hoa, chỉ cần bạn minh bạch nghĩa của nó là được. Tông chỉ của tôi là đơn giản mà đầy đủ, không rùm rà, không dùng quá nhiều danh từ. Chú Lăng Nghiêm có pháp Cát Tường, pháp Tăng Ích, pháp Câu Triệu, pháp Thành Tựu, pháp Hàng Phục. Bắt đầu từ câu chú 504 là pháp Câu Triệu. Từ câu chú 503 về trước là pháp Hàng Phục. Câu Triệu có lưỡi câu kêu bạn đến. Như cảnh sát cầm giấy triệu tập thì có thể kêu bạn đến, bắt bạn lại. Không đến cũng phải đến, đến cũng phải đến. Câu Triệu và Hàng Phục là cảnh cáo bạn. Cảnh cáo bạn nếu không đến, không nghe mệnh lệnh thì sẽ dùng câu triệu. Nhưng pháp này không thể tùy tiện dùng. Năm đại tâm chú cũng không thể tùy tiện dùng, khiến cho người khinh cử vọng động, như vậy không thể được. Chú có chú thần, đức hạnh của bạn không đủ thì không thể dùng. Đủ đức hạnh nhất định phải trì giới, bằng không thì không đủ tư cách dùng chú. Như một số người chẳng hiểu gì hết, tùy tiện sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, khẩn cấp trì niệm năm đại tâm chú. Đây là pháp nhiễm ô coi thường, pháp không thể khinh cử vọng động. Bạn có thể tu mỗi ngày thọ trì, niệm kinh, trì chú, không màng có công hiệu hay không thì vẫn cứ tụng niệm. Như công phu đánh chưởng, không màng như thế nào,
hàng ngày vẫn cứ đánh chưởng, mài dũa rèn luyện, không màng công phu như thế nào, mài dũa rèn luyện thì sẽ có công phu. Không thể nói không mài dũa rèn luyện thì có công phu. Cũng đồng lý như vậy, thọ trì pháp thì phải mỗi ngày không gián đoạn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong sự bận rộn cũng đều tu pháp. Khi tu pháp thì không màng nó có công hiệu hay không, cũng giống như ăn cơm, mặc quần áo vậy, hàng ngày khóa tụng không thể gián đoạn. Không màng nó có công hiệu hay không, mỗi ngày đều tụng trì đọc tụng, thời gian lâu dần sẽ có cơ sở. Khi tu thì không cần biết nó có công hiệu hay không. Cho nên đừng có khinh sư mạng pháp, đừng có tùy tiện, giống như luyện công phu. Pháp sư Hải Đăng là người có công phu, chỉ cần muốn ra đòn đánh, không đánh người. Đây tức là có công phu. Thọ trì có công đức, vẫn không tùy tiện dùng. Không tùy tiện dùng, giống như bạn có cây thương, không thể tùy tiện phóng cây thương. Có là được rồi, nhưng có sẵn mà không dùng, chỉ giữ để đó. Khi nào không thể giải quyết được thì mới dùng đến. Như công phu của Pháp sư Hải Đăng chỉ ra đòn đánh, nhưng một khi động thủ thì có thể khiến người văng ra xa. Nếu dụng công thì người sẽ mất mạng. Hàng phục thiên ma chỉ các ngoại đạo cũng như thế. Khi tôi tuổi còn trẻ, đã từng khinh cử vọng động, đắc tội rất nhiều với thiên ma. Lúc đó tôi cũng không biết sợ, to gan thật. Mỗi ngày dắt theo đệ tử nhỏ tuổi vào trong núi thử những đoạn pháp này xem có công hiệu gì không. Về sau biết là tùy tiện dùng gây ra nhiều phiền phức. Bây giờ biết sự lợi hại như vậy, Phật pháp rất là linh, nhưng không thể dùng bừa bãi hoặc khinh cử vọng động. Pháp Lăng Nghiêm là 10.000 đại kiếp khó gặp được. Lần này giảng chú Lăng Nghiêm, 3.000 đại thiên thế giới đều 6 thứ chấn động. Cung điện thiên ma đứng không yên, muốn liên hợp với nhau, cho rằng tôi đối với chúng rất bất lợi. Các vị học pháp phải biết sự quan trọng của pháp này, đừng tùy tiện thử xem, bằng không sẽ làm thương hại đức tánh của mình và sự tự do của chúng sinh, khiến cho họ không vui. Học thì có thể học, nhưng không thể dùng, vì không có đức hạnh để chi phối quỷ thần và hộ pháp, như vậy chỉ có tăng thêm tội nghiệp của chính mình. Thiện ác tri thức quá ngu hiền. Có thiện ác tri thức, thiện là thuận thời dạy bạn, ác là nghịch cảnh dạy bạn. Đó là nghịch cảnh tạo anh hùng, tăng thêm sự nhẫn nại chí khí và nguyện lực của chúng ta. Vậy người tất cả đều có thể tự nhiên mọi lúc mọi nơi, cho nên có thiện ác tri thức. Đối với thiện phải y giáo phụng hành, đối với ác thì lấy họ làm giới. Như người tà tri tà kiến là ác tri thức, thiện làm pháp, ác làm giới, đều phải tinh tấn, từ từ hướng về trước dụng công. Minh bạch Phật pháp thì bất cứ lúc nào ở trong đạo đều chẳng có vấn đề gì hết, tất cả đều tiếp nhận mà giải quyết. Không minh bạch Phật pháp thì đi khắp nơi đều là chông gai. Thiện ác tri thức quá người hiền và người ác. Thuận nghịch tinh tấn độ treo ngược. Thuận nghịch đều tinh tấn, độ chúng sinh treo ngược, đây là phát tâm Bồ Tát. Người tu đạo phải như vậy. Dòng chuông chày sắt hàng ma quỷ. Dòng chuông chày sắt đây là binh khí pháp bảo, dùng để hàng phục tất cả ma quỷ. Giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. Giải oan cứu khổ thì tội khiên sẽ tiêu trừ. 504. Bộ đa tỷ đa trà. Dịch Quỷ Thi Lâm. Kệ: Hy hữu đại thừa diệu vô phương, Kim Cang Bồ Đề nhiếp quỷ vương, Thi Lâm quyến thuộc giai thọ thủ, Câu Triệu Pháp Kim tỉnh bát quan. Nghĩa là: Đại thừa hy hữu diệu vô cùng, Kim Cang Bồ Đề nhiếp quỷ vương, Thi Lâm quyến thuộc đều truyền thụ,
pháp câu triệu khiến chúng nghe lời. Giảng giải: đây là pháp câu triệu, bắt yêu ma quỷ quái, bắt sơn yêu thủy quái lại. Không màng là bao nhiêu ma quỷ đều phải đến, cho nên nói đại thừa hy hữu diệu vô cùng. Kim Cang Bồ Đề nhiếp quỷ vương, Kim Cang Bồ Đề triết phục nhiếp thọ quỷ vương. Thi Lâm quyến thuộc đều truyền thụ. Thi Lâm là nơi chôn tử thi, có rất nhiều quyến thuộc của quỷ, chúng đều được truyền thụ. Pháp câu triệu khiến chúng nghe lời. Đây là pháp câu triệu, chúng đều phải nghe mệnh lệnh. Quỷ quái gì cũng đều phải nghe, nhưng phải có đức hạnh, bằng không chúng sẽ không nghe lời.